Ngày hôm nay chúng ta nhận được một tin rất là lớn được đưa ra bởi Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, The Federal Reserve. Hôm nay là ngày 15 tới tháng 3 năm 2020 và là ngày Chủ nhật. Và chúng ta cũng không có ngờ là hôm nay chúng ta có được một cái tin rất là lớn được đưa ra bởi The Fed. Đó chính là Fed đã chấp nhận các lãi suất còn 0%. Các bạn cũng đã nhớ là cách đây khoảng chừng là hơn 2 tuần Fed đã các lãi suất. Bây giờ là cắt thêm một lần nữa trở về con số 0 như là nhiều người cũng đã dự đoán được. Và không những như vậy, đã chấp nhận để mà bơm thêm 700 tỷ đô la vào trong thị trường. Và 700 tỷ đô la này đã đến từ hai nguồn, 500 tỷ là đến từ trái phiếu của chính phủ và 200 tỷ là đến từ các cổ phiếu thế chấp bất động sản. Không chỉ riêng như vậy mà Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã chấp nhận cắt thêm lãi suất cho các ngân hàng mà vay mượn khẩn cấp 125 điểm còn có 0,25% và gia hạn thời gian các ngân hàng có thể mượn lẫn nhau lên tới 90 ngày. Điều này đương nhiên là để hỗ trợ các ngân hàng có được cái số tiền họ cần thiết trong cái tình hình hiện tại. Và cũng chưa kết thúc ở đây, The Fed đã ra quyết định là sẽ cắt bỏ cái quy định là các ngân hàng phải lưu trữ một số tiền trong ngân hàng hay còn gọi là reserve cho hàng ngàn các ngân hàng. Có nghĩa là các ngân hàng mà được Fed cắt cái quy định đó thì những ngân hàng đó là không cần phải lưu trữ bất cứ cái số tiền mà người gửi nào ở trong ngân hàng họ có thể cho mượn hết tất cả các bạn cũng đã biết là trung bình thì mỗi ngân hàng tùy theo là ngân hàng như thế nào và ở đâu thì mỗi ngân hàng thường là chỉ giữ lại 10% của cái số tiền mà các bạn gửi 90% còn lại là ngân hàng dùng để mà cho mượn cho vay để mà lấy lời và cái điều này cũng đã dẫn đến nhiều những cái sự cố trong lịch sử ngân hàng dẫn đến những việc như là người dân tới để mà rút tiền nhưng mà lại không có tiền tại vì tiền đã cho vay hết. Bây giờ các bạn thấy là hàng ngàn những ngân hàng có thể là cho vay hết tất cả mà không cần phải giữ lại một phần nào của cái số tiền mà người gửi các bạn có thể tưởng tượng được nếu như mà chúng ta thật sự là bước vào một cái thời kỳ mà mọi người hoảng loạn tới ngân hàng để mà rút tiền thì tình trạng sẽ ra sao và cục dự trữ liên bang của hoa kỳ đã nói chuyện với lại các ngân hàng trung ương khác như là ngân hàng của canada ngân hàng của nước anh ngân hàng của nhật bản ngân hàng châu âu hay là ngân hàng của thụy sĩ các ngân hàng này đã đảm bảo là đồng đô la sẽ có được cái tính thanh khoản cao có nghĩa là các bạn có đồng đô la thì có thể là di chuyển được có thể thay đổi đồng đô la với các đồng lớn trên thế giới hiện tại. Hôm nay là cái ngày mà Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ ra nhiều quyết định lớn nhất từ trong lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho đến ngày hôm nay. Và các bạn thấy được là với những cái điều mà chúng ta mới vừa nói tới thì Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã gần như là sử dụng hết tất cả những dụng cụ, những công cụ mà họ có thể sử dụng để mà chống lại tình hình hoảng loạn hiện tại hy vọng là những quyết định này có thể đẩy lùi được nguy cơ khủng hoảng tài chính mà nhiều người nói tới. Ngoài ra là chúng ta chưa đụng tới lãi suất âm, các bạn thấy là tất cả những gì mà có thể được sử dụng đã được sử dụng ngày hôm nay bởi cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ. Và các bạn thấy là 700 tỷ này là một con số vô cùng lớn. 700 tỷ này khi mà chúng ta so sánh với cả thị trường crypto thì bây giờ tổng số vốn hóa chỉ có là 152 tỷ. 700 tỷ mà Fed in ra bơm vào thị trường là các bạn thấy là hơn 4 lần tổng số vốn hóa mà chúng ta có trên thị trường crypto và các bạn cũng nên biết là chúng ta nói in tiền để hiểu một cách đơn giản nhưng mà không phải là chính phủ hay là cục dự trữ liên bang của hoa kỳ mở máy in để mình in tiền mà họ sẽ bơm cái số tiền này vào thông qua trái phiếu được đưa ra bởi chính phủ chính phủ bán trái phiếu cho người dân nhưng mà thường thường là trái phiếu của chính phủ là được mua bởi các ngân hàng lớn các tổ chức đầu tư lớn sau đó fed mua lại những cái trái phiếu đó và đưa cho những công ty đó một cái credit cũng như là một cái tờ giấy trên đó có để cái số điểm tương đương với lại cái số tiền mà fed mua lại trái phiếu của chính phủ và cái số điểm đó có thể được sử dụng tương đương với lại đô la hiện tại và các ngân hàng có thể dùng cái số điểm đó để mà cho vay để mà kinh doanh đó là cái nói đơn giản nhất về việc liên quan đến chính phủ và fed bơm tiền vào thị trường như thế nào và hôm nay thường còn khá nhiều điều thường muốn chia sẻ với các bạn nhất là liên quan tới là trong vòng cuối tuần này đã có những quyết định gì được đưa ra bởi chính phủ của Hoa Kỳ về việc chống lại cái sự ảnh hưởng của bệnh dịch đối với tài chính hiện tại. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như các bạn thích video này hay là các video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Như bạn có đã biết là hồi hôm thứ sáu thì tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là Hoa Kỳ hiện tại nằm trong cái tình hình khẩn cấp quốc gia và trong cái cuộc họp báo này Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với một số những công ty như là công ty Google, công ty Target, công ty Walmart để mà đảm bảo rằng những công ty này sẽ hợp tác với là chính phủ Hoa Kỳ về việc kiểm tra bệnh dịch. Và chúng ta hy vọng và trong vòng một tháng chúng ta có thể có lên tới con số là 5 triệu kit để kiểm tra bệnh dịch. Và ngoài chuyện điều đó ra thì chính phủ Hoa Kỳ nói là sẽ cho những công ty nhỏ vay tiền và cái con số có thể được vay lên tới 50 tỷ đô la. Và một số những người mà bị ảnh hưởng thì có thể là được thay thuế trễ mà không cần phải thay thế đúng ngày 15 tới tháng 4. Các bạn có đã biết là ở Hoa Kỳ thì mỗi năm các bạn phải thay thế một lần. Đó chính là ngày 15 tới tháng 4. Nhưng mà một số người sẽ không cần phải thay thuế đúng ngày. Họ có thể là đẩy lùi cái ngày thay thuế lại để có thêm tiền mặt để mà hỗ trợ cho việc kinh doanh của họ trong thời điểm hiện tại. Và tối hồi hôm thứ sáu sáng hôm thứ bảy thì Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua một số điều để mà đối đầu với tình hình hiện tại. Những gì đã được thông qua hồi đêm thứ sáu sáng ngày thứ bảy Điều đầu tiên là liên quan tới các bảo hiểm tư nhân, nếu như mà bạn có bảo hiểm thì công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm là cho bạn kiểm tra mà không trả phí. Nếu như bạn không có bảo hiểm thì các công ty bảo hiểm phải để riêng ra khoảng chừng là 1 tỷ đô la để hỗ trợ những người mà không bảo hiểm kiểm tra coi coi họ có bị dịch bệnh hay là không. Điều thứ nhì được nói đến trong những gì được thông qua hồi tối thứ sáu đó chính là những công ty mà có ít hơn là 500 nhân viên thì chính phủ sẽ bảo đảm cho những nhân viên trong những công ty này có hai tuần ngày nghỉ phép bệnh có nghĩa là như thế nào có nghĩa là nếu như các bạn bị bệnh mà công ty các bạn không có cho các bạn ngày nghỉ bệnh mà được trả lương thì chính phủ sẽ lo cái phần đó để cho những người mà bị bệnh họ có thể là ở nhà như là bị cảm họ không cần phải vô công ty để mà tránh lây nhiễm cho mọi người đó là chúng ta nói tới là bị bệnh thông thường và điều thứ ba được nói tới và nếu như mà bạn bị dịch bệnh thì công ty của bạn đang làm là phải cung cấp tối đa là 3 tháng nghỉ phép cho những người mà bị bắt buộc là phải cách ly hoặc là những người mà có trách nhiệm chăm sóc những thành viên gia đình mà đang bị cách ly thì những người đó sẽ được hỗ trợ 3 tháng để mà làm cái việc này mà không cần phải lo tới thu nhập hay là việc làm thì đương nhiên những cái điều lệ này sẽ làm cho công ty tốn rất nhiều tiền những công ty bảo hiểm phải để tiền riêng một bên để mà lo cho những người mà không có bảo hiểm hay là những công ty nhỏ phải đưa ra hai tuần nghỉ phép bệnh cho nhân viên hay là những nhân viên bị cách ly hay là phải chăm sóc người bị cách ly trong gia đình thì phải cho họ 3 tháng tối đa để mà làm việc đó và phải trả lương và đảm bảo công việc của họ thì những công ty đó sẽ thất thoát rất nhiều thì những cái công ty đó sẽ được chính phủ hoa kỳ cho được một số lợi liên quan tới thuế sẽ được một số credit để mà sau này khi mà họ thay thuế họ sẽ được lấy lợi một phần Điều thứ tư được nói đến đó chính là đưa 1 tỷ đô la vào những cái khoản mà trợ cấp cho người bị thất nghiệp. Trong 1 tỷ đô la này, 500 triệu là chi phí cho nhân sự bị thất nghiệp ở trong tiểu bang và 500 triệu còn lại là để dự phòng. Những tiểu bang nào mà có tỷ lệ thất nghiệp tăng 10% là sẽ được hưởng thêm một phần trong một số tiền 500 triệu này. Và thứ năm, điều cuối cùng là đưa thêm 500 triệu đô la vào để mà hỗ trợ thực phẩm cho những cái phụ nữ mà đang mang thai hay là những người mà có thu nhập thấp, những bà mẹ mà có những con nhỏ. Cộng vào đó là 400 triệu đô la vào những cái nơi mà dự trữ thực phẩm địa phương và 250 triệu đô la vào các chương trình dinh dưỡng cao cấp cho những người mà lớn tuổi. Thì khi mà các bạn nhìn vào những điều lệ này thì các bạn thấy là những điều lệ này cũng hợp lý và cái số tiền lớn hay nhỏ thì chúng ta cũng không biết được nhưng mà cái số tiền sử dụng vào những việc này thì cũng là rất cần thiết để mà chấn ngang những người mà phải bị cách ly, những người mà bị cảm có thể là an tâm nghỉ ở nhà hay là những người già yếu có thể là được hỗ trợ thì sẽ có được cái sự dinh dưỡng cao hơn. Nhưng mà các bạn thấy một điều khi chúng ta nói tới những cái biện pháp như được đưa ra bởi cục Dự trữ Liên bang hôm nay, cách giảm lãi suất, bơm thêm 700 tỷ vào trong thị trường, hay là chúng ta nói tới là Tổng thống Trump nói là chính phủ sẽ hỗ trợ cho những công ty nhỏ mượn tiền lên tới con số là 50 tỷ đô la với lãi suất rất là thấp hay là chúng ta nói tới những cái điều lệ mà được thông qua bởi Hạ viện của Hoa Kỳ tối thứ sáu những điều này có một điểm chung đó chính là sẽ cần rất là nhiều tiền và một chuyện điều mà các bạn thấy là không khó trong cái danh sách mà được thông qua tối thứ sáu ở hạ viện hoa kỳ đó chính là việc tổng thống donald trump muốn giảm cái thuế thu nhập xuống còn 0%. phần trăm tại vì nếu như mà làm như vậy từ đây đến cuối năm thì tổn thất đối với ngân khố của hoa kỳ sẽ lên đến con số là tám tỷ đô la và các bạn cũng đã biết là con số 870 tỷ đô la này là được dùng để mà hỗ trợ những cái quỹ lương hưu Social Security sau này hay là những cái quỹ mà y tế cho người già và người bị khuyết tật. Cho nên không có con số này, tổn thất sẽ rất là lớn. Dù sao đi nữa nhưng biện pháp mà các bạn thấy là chính phủ cũng như là Cục Dự trữ Liên bang Con Hoa Kỳ đưa ra là những biện pháp mà tốn kém rất nhiều tiền và không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ các bạn thấy là ECB, ngân hàng trung ương của châu Âu cũng đã cắt giảm lãi suất để mà chống lại sự ảnh hưởng của cái dịch bệnh này và ngay cả Trung Quốc các bạn thấy là một trong những nước đầu tiên đã bơm 174 tỷ vào trong thị trường của Trung Quốc để mà hỗ trợ dịch bệnh thì điều mà các bạn phải thấy được ở đây là tiền trong thời gian tới đây là sẽ được in ra rất là nhiều không chỉ riêng là ở hoa kỳ mà hầu như là toàn thế giới các ngân hàng trung ương sẽ liên tục giảm lãi suất các chính phủ sẽ liên tục bơm tiền vào trong thị trường để mà cứu giãn tình hình và tuy là dịch bệnh có sự ảnh hưởng rất lớn Nhưng mà các bạn thấy là nền kinh tế của Hoa Kỳ đã có nhiều lỗ hỏng trong gần như là 10 năm qua Cái sự kiện liên quan tới khủng hoảng kinh tế năm 2008, năm 2009 Thì cái lý do mà dẫn đến cái sự khủng hoảng kinh tế đó thực sự vẫn chưa được giải quyết Lúc đó thì các chính phủ cũng như là bây giờ các lãi suất bơm tiền đẩy vào thị trường để cho đẩy lùi cái nguy cơ của thời điểm đó có thể lan tỏa hơn và sau đó thị trường đã bắt đầu hồi phục lại là bắt đầu là năm 2011 mãi cho tới ngày hôm nay nhưng mà vấn đề đã vẫn chưa giải quyết cho nên nền kinh tế đã có nhiều cái lỗ hổng và cái dịch bệnh này đã làm cho những cái lỗ hổng đó càng trầm trọng hơn cho nên các bạn mới thấy được là tình hình diễn biến quá nhanh khi mà chúng ta nói tới cái sự sụp giá của các tài sản như là trái phiếu cổ phiếu bây giờ thì câu hỏi là những gì mà đây được nói tới trong cuối tuần này có đủ để mà đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng tài chính hay là không? Thực sự đây là một điều mà thường không có câu trả lời. Tại vì hôm nay các bạn thấy được là tin tức mà Cục Dự trữ Liên bang đưa ra là rất là mới. Chúng ta vẫn chưa có được nhiều chi tiết. Sáng sớm mai, thị trường hoàn toàn có thể phản ứng ngược lại đối với những điều mà chúng ta mới vừa nói tới. Có thể là thị trường cảm thấy những quyết định này là quá nhanh, quá sớm, khiến cho những nhà đầu tư càng lo ngại hơn. Cho nên họ có thể là tìm cách tiếp tục thoát ra khỏi thị trường này. Nhưng mà một điều mà tôi muốn nói với các bạn là khi các bạn nhìn vào những cái tài sản mà trước đây được cho là những tài sản trú ẩn an toàn trong cái thời gian mà có sự bất ổn trong thị trường, như là chúng ta nói tới đầu tiên là vàng thì khi mà chúng ta nhìn vào vàng trong thời gian 5 ngày qua thì thị trường chứng khoán xuống tơi tả các bạn thấy là vàng cũng có cái xu hướng đi xuống theo. Nhưng mà điều mà quan trọng ở đây là các bạn thấy là tiền sẽ được in ra rất là nhiều từ các chính phủ và sẽ dẫn đến cái việc lạm phát sau cái đợt dịch bệnh kỳ này. Và khi mà các bạn nói tới những tài sản như là vàng hay là như là Bitcoin, những cái tài sản mà chính phủ không thể in ra được, những cái tài sản mà không có chịu sự lạm phát của các chính phủ, thì các bạn nghĩ là giá cả sẽ ra sao khi mà tiền pháp định ngày lại càng mất giá. Các bạn thấy là trong vòng 2-3 tuần qua, thị trường của Bitcoin đi xuống rất là nhiều Nhưng mà có một câu hỏi các bạn cần phải có câu trả lời đó chính là Bitcoin có thay đổi gì trong vòng 2-3 tuần qua mà lại đi xuống mạnh như vậy Có phải là Bitcoin mạng lưới có bị lỗi gì hay là không Có phải là các công ty đột ngột không muốn hỗ trợ Bitcoin Hay là Bitcoin bị mất đi cái tính phi tập trung Hay là Bitcoin bị mất đi cái bản tính mà không có bị lạm phát Các bạn thấy là về mặt căn bản là không có gì khác biệt so với Bitcoin một tuần trước đây và Một tuần bây giờ ngoại trừ là giá cả Điều mà các bạn chứng kiến ở đây thường tin tưởng là tại vì thị trường mất đi cái tính thanh thoảng, đột ngột có rất nhiều người bán tại vì họ cần tiền mặt. Và điều này cũng là điều đã xảy ra với lại vàng. Thường nên nói một cách chi tiết hơn trong cái video thường đã làm cách đây 3 ngày. Thường sẽ để cái link trên màn hình để các bạn có thể tìm thấy video đó. Đó chính là cái video 524. Mọi người tự tìm đối thoát, lực bán cực mạnh. Và thường hy vọng là các bạn nhận đi nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Nếu như bạn là một trader bạn thích chơi margin J margin các bạn có thể long đánh lên short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận thì các bạn có thể tham gia sàn snapx tham gia thông qua link kết thuận capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí trade margin có cái tính nguy hiểm cao cho nên không dành cho những bạn mới chỉ thích hợp cho những bạn nào có kinh nghiệm trading link sẽ nằm ở trên màn hình đó chính là các video thường làm cho sàn snapx và nếu các bạn thích giao dịch all Coin, tham gia sàn Binance thông qua link của Thuận Capital phía dưới các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà đăng ký xong thì các bạn giao dịch sẽ được giảm 10% trả trực tiếp vào trong ví của các bạn trên sàn Binance và ngoài trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên thuận capital.com và thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn